Ô cái này nó hay nhỉ, nó không bỏ răm nữa nhé. Hả? Răm dai lắm. Răm dai mà. Dai cực. Khoan đi kiểu khoan vào giường đó, lấy cái nấu cho to ấy. Mua chứ anh em chắc nó mua trong Bình Định hay có dòng này. Là nhập ra Bát Tràng. Về đến Nhật cổ loa không chơi lại đến mình. Mình sẽ đi ăn và dọn rác cho các. Xong không? Đây là dài đây, cắt thu đây là một khúc. Đây là thành một quả phúc rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ chủ nhá. Nghiệm thu công trình chưa? Thu cũng được. Đang 80 triệu thôi giờ còn 60. Bán thử đi xem nào. Bán thử xem nào. Em mua thì cũng bán. Làm cây để bán mà không biết. Không biết dịch bệnh đói ăn xuống để đậu cho cháu. Không, cây này không bán, không, cây này để chơi mà. Cây này để chơi. Thường cây nào cũng bán. À, mình có cái hay phết đấy. Cái gì? Cái quạt làm công nghiệp với à, quạt phổi. Phổi bay đấy. Mưa sương khói nữa. Ba thân đẳng cấp không? Rất đẹp. Ba thân nó đúng mùa, mùa các hướng đấy. Ừ. Một thân thể hiện cho thân trực, một thân thân hoành, một thân siêu. Siêu. Là thân trực. Sau muốn lái thì kiểu lái cái muốn cái ngọn này. Trọng tâm này. Hồi. Thế là lúc nãy cái đoạn này dài lắm đấy. Đoạn dài ra tận đây. Cắt thu rồi đấy. Dần dần sau nay dần đây ra. Ừ. Bóng trên là ấm thì, à, buổi tối vui vẻ nhá. Hoàng Lịch Hiệp làm cây không phải là chia sẻ kinh nghiệm mà là ghi lại quá trình mình tạo tác. Thì tôi cũng khuyên là tất cả quý vị anh em mà mình cứ làm cây là mình cứ ghi lại hình ảnh, đặc biệt là các video quá trình mình tạo tác, một mặt là mình để có cái dữ liệu để mình xem lại cái quá trình mình làm tác phẩm, hai nữa khi hoàn thiện là cho nó ngay ra gì ạ, mình có cái dữ liệu lịch sử, cái câu chuyện mình làm ở đời. Cái gì đó rất là quý, cái cuộc sống hàng ngày mà chúng ta ghi hình lại được, chúng ta bắt được những cái khoảnh khắc trong cuộc đời rất là thú vị. Tôi làm đây cũng mục đích là cho quý vị chúng ta đến là cái việc mà khi ta làm cái gì đó chúng ta ghi hình lại, trước tiên là nó giá trị cho chính mình, cho gia đình mình, tất cả những người thân của mình được xem mình đang làm cái gì, làm như thế nào. Và điều thứ hai nữa là chúng ta những cái dữ liệu để đời thế hệ con cháu sau này mai sau, các con nhìn thấy mình tạo cái công việc của mình làm hàng ngày rất là ý nghĩa. Ai cũng nên ghi hình. Không phải người biết làm cây, người biết làm nghề ghi hình. Kết thúc một ngày làm việc. Cảm ơn cả quý vị đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.